quý vị và các bạn, và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Marco. Và ngày hôm nay Hùng và Huyền xin kính mời quý vị và các bạn đến với mảnh đất Đồng Xuân, Như Xuân, Thanh Hóa để ghé thăm công trình mà chúng tôi đã thi công và thiết kế cho gia đình anh Luật. Và như quý vị đã thấy thì Hùng và Huyền đang ở vị trí này rồi, thì bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đón xem những điều gì đặc biệt ở ngôi nhà này nhé. Hiện tại thì như quý vị đang thấy thì tôi đã hoàn thiện khá là chi tiết ngôi nhà rồi. Tuy nhiên thì phần sân thì sẽ cần thời gian hoàn thiện thêm. Và cái phần tường rào, phần cổng bao quanh thì cũng sẽ cần phải có thời gian để thi công thêm. Đúng rồi. Bởi vì là gia đình hiện tại thì gia đình anh Luật hiện tại thì đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài, cho nên là một khoảng thời gian nữa anh về Việt Nam, bởi vì cũng đang dịch Covid mà, cho nên là khi nào anh về Việt Nam thì chắc chắn rồi chúng tôi sẽ thi công và hoàn thiện nốt những cái phần còn lại đang còn dang dở. Với mảnh đất này thì chúng ta có một diện tích khá là rộng, từ cả mặt sau và mặt trước có diện tích là gần 500 m2, thì chúng tôi đã bố trí cái căn hộ đó chính là căn hộ một tầng mái Thái mà phong cách hiện đại như này. Đúng rồi. Và anh có thể thấy là cái căn hộ được đẩy lùi phía sau và ở phía trước này thì để dành rất là một cái khoảng không rất lớn cho một cái khoảng không không gian rất rộng rãi của sân. Thì những căn hộ mà chúng ta bố trí ấy, thì chúng ta sẽ bố trí lùi sâu một chút phía sau của ngôi nhà để phần phía trước chúng ta có thể làm sân vườn, cũng như là phần phía trước chúng ta có thể để xe cộ hoặc là tiếp những khách. Như Huyền đang thấy đây thì chúng ta trồng trước những cây cau, cây trầu này nó rất là mang cái hơi hướng của miền quê Việt Nam. Về nhân vật chính của ngôi nhà đi, Huyền có đánh giá như thế nào? Ngôi nhà này thì được thiết kế theo phong cách hiện đại với những cái hệ cột trụ rất là vuông vức, và đặc biệt là hệ mái Thái rất là cao ráo, làm cho ngôi nhà của chúng ta thêm bề thế hơn. Anh thì anh rất thích những cái trang trí của Mark Home, bởi vì Mark Home luôn đề cao sự tính thẩm mỹ cũng như là những cái công năng. Cho nên là quý vị có thể nhận thấy được cái phần mái của chúng tôi nó rất là cân đối, từ những cái phần mái chữ A chúng tôi bố trí làm sao cho cái tổng thể của nó cực kỳ hài hòa. Kết hợp thêm những cái phần gạch, em nhìn thấy cái phần gạch granite mình lát này nó trang trí giống như là cái phần gạch thẻ mà chúng ta hay sử dụng ở các công trình mà chúng ta ốp chân đế ấy, thì nó hài hòa thêm so với cái phần mà chúng ta trang trí những cái đường kẻ chỉ lõm nằm ngang ấy. Thì quý vị nếu có thời gian, nếu có gần đây thì quý vị có thể đến xem căn nhà, và tôi đảm bảo rằng là căn nhà này nó sẽ đẹp hơn 3D chúng tôi dựng rất là nhiều, bởi vì những công trình thực tế của Mark Home thì luôn đẹp quý vị nhé. Và em có thấy là ở không gian ngoại thất này thì ở hai bên có bố trí các cái bồn hoa, sau này sẽ trồng các cái chậu hoa xung quanh này thì mang thêm một cái tính không gian thẩm mỹ cho ngôi nhà hơn. Hai bên chúng tôi đã bố trí, và hai bên thì chúng tôi cũng đều để những lối đi nhé, những lối thoáng để làm sao cho gia đình vừa có thể dễ dàng trong di chuyển, cũng như là vừa giúp cho cái tạo cái độ thông thoáng trong tất cả những cái không gian của ngôi nhà. Ở đây thì chúng tôi có bố trí hai lối tiếp cận. Lối tiếp cận thứ nhất gọi là sảnh chính. Thì ngôi nhà này có sử dụng nó chính là hệ bậc ngũ cấp. Đó thì chiều cao từ mặt sân cho đến phần sàn nhà nó sẽ rơi vào tầm khoảng 750 mm. Mỗi một mặt bậc chúng tôi sẽ sử dụng tầm với độ cao mặt bậc là 150 thì sử dụng bằng đá granite và bên phủ trắng. Đúng rồi. Với một cái thiết kế thế này thì khi mà chúng ta có thể dễ dàng phân biệt các bậc với nhau, tránh bước hụt vấp ngã không gian này. Đúng rồi. Và không gian đi kia nó chính là một sảnh phụ. Thì sảnh phụ là lối thứ hai để đi vào ngôi nhà, nó cũng nằm về phía mặt trước luôn. Thì đó thì chúng ta có thể hoàn toàn là di chuyển rất là dễ dàng. Nó sẽ là cái khu vực mà thường thì chúng ta sẽ bố trí là phòng ăn và phòng bếp ở đó. Ok, rồi bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bước vào ngôi nhà đi. Như quý vị có thể nhìn thấy thì với phong cách hiện đại thì chúng tôi đã trang trí cái thành cổ này rất là to và bề thế, cũng như là những cái phần sơn mà chúng tôi đã trang điểm cho ngôi nhà này thì nó rất là tổng hòa cùng với màu sắc của ngôi nhà. Còn cái phần chân tường này quý vị có thể nhìn thấy nó như kiểu sơn, tuy nhiên thì chúng tôi hoàn toàn ốp bằng đá trắng vân mây, nó rất là chắc chắn cũng như tạo cái độ sạch sẽ cho ngôi nhà. Và tất cả những cái phần chân tường của ngôi nhà chúng tôi hoàn toàn đều ốp bằng gạch quý vị nhé, để đảm bảo làm sao cho cái ngôi nhà ta bền và đẹp nhất. Phía sâu của ngôi nhà thì chúng ta sẽ đi qua hệ cửa. Vâng, và trước khi vào không gian chính của ngôi nhà thì chúng ta sẽ đến với một hệ cửa. Hệ cửa này thì được làm bằng gỗ lim Nam Phi với pano kính chạy dọc ở phía trên. Gỗ lim Nam Phi thì như quý vị cũng đã biết, đó là cái độ bền rất là cao, chống cong vênh với màu rất là tốt, đặc biệt thì vân gỗ rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn màu sắc này làm nổi bật lên cái không gian ngoại thất của ngôi nhà. Và đặc biệt ở đây thì chúng tôi có trang trí đây rất là nhiều những cái họa tiết hoa văn để làm nổi bật lên cái cửa chính của ngôi nhà này. Và pano kính ở phía trên thì ngoài việc là giúp mang lại một cái tính thẩm mỹ cho không gian cửa thì còn giúp là mang lại cái ánh sáng và không khí để tràn vào không gian bên trong nhà. Và bước vào không gian đầu tiên ở phía trong phía nhà thì đó chính là một phòng khách. Em thấy là phòng khách đây cũng khá là rộng, cực kỳ rộng luôn, bởi vì nó sẽ không cùng với phòng bếp và khu vực phòng thờ thì nó tạo ra không gian rất là rộng. Một chút về diện tích của ngôi nhà này thì chúng ta có mặt trước với chiều rộng là 13,1 m và
chiều sâu là 12,9 m. Đâu đó thì diện tích của ngôi nhà này mà sàn nó sẽ rơi tầm khoảng 180 m2, thì chúng ta đã bố trí rất là hợp lý. Công năng là phòng khách này gồm có 3 phòng ngủ và khu vực phòng bếp và khu vực phòng ăn, cũng như là lối để đi về sau nhà nữa. Như quý vị thấy ở đây thì hiện tại Hùng và Huyền đang bước vào ngôi nhà. Thực sự là bên ngoài trời nó khá là nóng, tuy nhiên là vào ngôi nhà chúng tôi cảm thấy cái sự chênh lệch nó rất là khác biệt. Bởi vì cái hệ mái thái này chúng ta nó có cái tác dụng chống nóng rất là tốt. Đó. Thứ hai nữa là từ phần sàn nhà cho đến phần trần nhà chúng tôi với độ cao là 3m9 thì nó rất là phù hợp, nó tạo cái sự thoáng mát cho ngôi nhà hơn. Thì cái tổng diện tích xung quanh nó sẽ khoảng là bao nhiêu mét vuông? Tổng diện tích toàn bộ của ngôi nhà này nó là 180 m. Còn cái khu vực phòng khách này và phòng khách này nó sẽ phòng khách và phòng thờ kết hợp với nhau nó sẽ là 29 m2. 29 m2 từ vị trí này nó đến vị trí của phòng thờ. Sau này thì chúng ta sẽ bố trí cái khu vực bàn thờ ở đây. Và để tăng cái tính không gian riêng tư cho thờ, gia chủ nên sẽ thiết kế thêm một cái tấm rèm, rèm gỗ ở đây để ngăn cách cái không gian này và không gian bên ngoài. Thường thì bởi vì là sẽ có rất nhiều các loại liệu quý vị có phải hoàn thiện ngôi nhà. Về cái vấn đề về trang trí nội thất thì nó rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã cố gắng là thiết kế cho gia chủ làm sao cho cái việc bố trí nội thất nó phù hợp nhất với không gian của ngôi nhà. Ví dụ khu vực này ta có thể sử dụng một cái bức vách CNC cộng thêm tấm rèm mà rất nhiều ngôi nhà chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị. Ở phía bên này thì sau này chúng tôi sẽ bố trí đặt một cái bộ sofa lớn ở đây. Còn phía đối diện thì sẽ là để TV. TV hoặc là có thể bố trí đối diện, đấy là tùy theo ý thích của gia chủ thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi đã cố gắng thiết kế cái mặt sáng và mặt thoáng văn phòng rất là nhiều. Như ở đây quý vị có thể nhìn thấy chúng tôi đã bố trí hai cửa sổ nhỏ sử dụng cái không gian tối ưu cho ngôi nhà hơn. Và cái không gian đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì có diện tích khá là rộng rãi, khoảng tầm 13 m2. Em thấy rất là thoáng không? Nó thoáng ở chỗ là có một cái ô cửa sổ rất là lớn này. Đó. Thì từ cửa sổ này chúng ta là mang cái ánh sáng này cùng những cái không khí điều hòa cho căn phòng. Khi mình vào đây em cảm thấy rất là mát mẻ. Không biết còn tác dụng của cái việc mà chúng ta còn có 3 m2 cửa sổ ở trước này. Cửa này thì có tác dụng nó sẽ mang nhiều không khí hơn này. Tuy nhiên thì trời mưa nó sẽ không tạo. Đó, thì khi trời mưa chúng ta vẫn hoàn toàn cửa này có cách chúng ta lại hiện cái trước lên. Khi chúng ta mà sử dụng những cái cánh cửa sổ rộng thì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn để sử dụng cho cái ngôi nhà của mình nhiều công năng hơn chứ không phải là nó vô nghĩa hơn nhé. Và cạnh phòng ngủ thứ nhất thì chúng ta sẽ đến với phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Phòng ngủ này là một phòng ngủ khép kín có vệ sinh riêng biệt. Thì tổng diện tích của phòng ngủ này sẽ rơi vào khoảng tầm 11,8 m2. Ở đây chúng tôi cũng có bố trí thêm một cái ô cửa sổ nhỏ để mang lại cái ánh sáng cực kỳ trong căn phòng. Ở ngoài này thì sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh. Ở nhà vệ sinh này thì rộng 3 m2. Ở trong nhà vệ sinh này thì chúng tôi cũng có thiết kế dưới nền nhà được làm bằng chất liệu là gạch chống trơn sẽ mang lại an toàn cho mọi người chúng tôi sử dụng. Ở đặc biệt phía bên cạnh toàn bộ không gian này cũng sẽ ốp bằng gạch men để chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Phía trên thì cũng có thiết kế thêm một cái ô thoáng nhỏ để điều hòa không khí và tránh ám mùi khó chịu cho không gian này. Vâng, và từ phòng ngủ này thì chúng ta cũng có thêm một phòng ngủ nữa là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phòng ngủ thứ ba nhé. Phòng ngủ này nó rất là sáng. Phòng ngủ này có diện tích là 12 m2. Phòng bếp, các hộp phòng ăn. Sau này thì chúng tôi sẽ để một cái ghế bàn đảo bếp hình chữ L ở đây. Tất cả mọi thứ thì đã được set up rồi. Chúng ta chỉ chờ khu vực bếp nấu, khu vực thang nước, khu vực tắm thì chúng ta có thể sử dụng khu vực bếp này. Và ngoài ra thì có thêm một khu vực bên ngoài nữa để có thể làm cái phòng bếp phụ. Ví dụ như là nhà đông người như thế nào đấy thì hoàn toàn có thể nấu ở khu vực ngoài. Nó sẽ không làm hiện tượng nóng mùi và khí ở trong khu vực này. Vâng, và sau này cái không gian này chúng tôi sẽ thiết kế một bộ bàn ăn nhỏ nhỏ, nhỏ sinh cho khoảng tầm 6 người.
Ở đây thì chúng tôi cũng thiết kế thêm hai cửa sổ lớn, một cửa sổ nhỏ kết hợp với lại một cửa với sảnh phụ ở phía bên mặt trước của ngôi nhà này, thì sẽ giúp là toàn bộ không gian này rất là thoáng, đúng không? Khi mà chúng ta nấu ăn ở đây thì sẽ không sợ là bị ám những cái mùi khó chịu. Anh thì anh cực kỳ thích những cái phần ốp tường như này, nó rất là sạch sẽ và chúng ta không quá lo ngại nếu mà nhà chúng ta có nhiều trẻ nhỏ, các bé nghịch hay vấy bẩn, rồi là liên quan đến cái phần chân tường ấy, thì ở đây là ốp những cái phần đặt mang cảm giác rất sạch sẽ này rồi. Đấy, khu vực đằng trước đây thì tôi như tôi đã giới thiệu thì có chính là cái khu vực mà ra vào sảnh phụ. Đây là khu vực rất là thuận tiện. Ví dụ nhà khách bên này chúng ta không đi qua cần qua sảnh chính nữa, chúng ta đi vào khu vực sảnh phụ đây, nó rất là thuận tiện đúng không? Ở đằng sau nữa thì chúng ta có thêm một lối để đi ra ngoài vườn. Và lối này thì sẽ có một nhà vệ sinh chung ở khu vực. Đúng không? Nhà vệ sinh chung ở tầng 1 thì ở đây chúng ta sẽ được bố trí với 3 phòng. Trong đó một phòng ngủ thì sẽ có một nhà vệ sinh khép kín và phòng master. Ở đây là nhà vệ sinh chung của toàn tầng 1. Nhà vệ sinh này có diện tích là 3m², rất là đầy đủ với phần cửa sổ giúp tránh ám mùi vi khí và tất cả những cái đường nước chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đường cấp và đường thoát cho gia chủ rồi. Và khi nào mà mang thiết bị về hoàn toàn chúng ta dễ dàng thôi. Thưa quý vị, và vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu chi tiết căn nhà của anh Luật có địa chỉ tại Đồng Xuân, Như Xuân, Thanh Hóa. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc là có những ý tưởng thiết kế cho riêng mình thì hãy nhanh chóng liên hệ với Mark Home của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.